Lượt thua con tay, xin ngay quà khủng, quay số trúng thưởng với tỷ lệ cực cao. Giải nhất 40 xe MT15, giải nhì 120 laptop Acer Nitro 5 cùng hàng ngàn điện thoại Samsung Galaxy, hỗ trợ ngay 1.500.000 đồng phí trước bạ khi mua xe. Thì khoảng đến 5-9 tuổi em mới được gặp mẹ lần đầu tiên. Em còn nhớ là cái khoảnh khắc lần đầu tiên em gặp mẹ nó như thế nào? Như là em có nhớ là lúc đó là một cái phòng ở đây nó rất chật chội, trong phòng em đang nghe một tiếng nào đó mà tiếng gì đó một người phụ nữ, thì em mới đi ra em mới xem là ai. Thì khi mà gặp mẹ thì em chả biết là ai cả, thì em mới hỏi là cô tìm ai, thì cái mẹ cũng không biết nói gì cả. Thì sau là một hồi sau thì em lại đi vào phòng, xong về sau thì bố về thì em mới biết đó là mẹ. Như lúc đó là tại vì khoảng một thời gian mà 9 năm trời mà không được kêu một tiếng mẹ ơi. Lúc đó thì khi mẹ đi tắm á, cạnh phòng cạnh tắm với lại phòng bếp á, nó canh nhau thì có một cái trôn thôi. Thì lúc đó mẹ em đang nấu ăn, thì em cứ đang tắm em cứ kêu mẹ, kêu suốt khoảng 10 lần á. Em cứ hết tắm tí xong rồi mẹ ơi, xong rồi tí tắm lại mẹ ơi. Không phải mẹ ơi là ôi mẹ ơi là lạnh quá này kia, để được gọi mẹ nhưng mà không dám gọi, đang cứ bị gượng miệng á, nên là lâu lắm không được gọi. 9 năm còn 10 năm thì cái khoảng thời gian nó rất dài mà để gọi một tiếng mẹ ơi cũng hơi khó. Thì cái cảm giác đầu tiên thì hơi bỡ ngỡ. Bao lâu thì mới thân quen? Khoảng vài ngày thì bắt đầu mới quen được những cái lời nói đó. Tình mẫu tử mà có sẵn rồi, một vài ngày là do vì bên ngoài không có tiếp xúc được thôi. Em còn nhớ cái khoảnh khắc mà em đi đá cái giải đầu tiên, giải trẻ cho đội Bình Dương, thì lúc đó là em ngồi trên khán đài sân Thống Nhất bây giờ á. Em ngồi em khóc là em cứ gọi mẹ ơi, nó nói là sao em thấy cực khổ quá, kêu là phải chi nghe lời mẹ thì giờ này đâu khổ thế. Trong vòng 10 ngày ngày nào cũng khóc, thì lúc đó là nhớ gia đình. Ngồi khán đài không được đăng ký dự bị, nà lúc đó là lãn, là nghĩ đến người mẹ là sao, tại sao hồi xưa mẹ nói là không được, không nghe cho đi, không nghe. Thế nhưng mà chính vì cái lúc đó thì người mẹ lại là người động viên con. Bố thì luôn luôn rồi, nhưng mà lúc đấy là người mẹ lại là người động viên con nhiều. Linh, cái bàn thắng đầu tiên em ghi cho đội tuyển Việt Nam em còn nhớ, đó là năm nào? Năm 2018 đá vào lưới của đội Campuchia, cũng đó là mở tỷ số trận giải AFF năm 2018. Thì lúc đó thì vừa ghi bàn xong thì khi mà qua được hết khoảnh khắc sung sướng thì em nghĩ ngay về gia đình. Thì lúc đó em nghĩ là gia đình với lại những người thân của mình có xem mình đá không, họ xem được cái bàn thắng đó là một cả một cái quá trình mà bất bại bao nhiêu năm, thì cũng như là em nghĩ cái là một cái đền đáp xứng đáng cho những cái gì mà nó trải qua. Cái lần cắn thương đầu tiên của Linh á, cái cảm xúc của mẹ như thế nào? Lần đầu tiên là Linh ra đội tuyển tập trung thì Linh có điện về bảo bố là chắc con phải về, bảo bố bảo thế làm sao, bảo con bị chấn thương lật cổ chân. Mình cũng nghĩ đơn giản là nghĩ là chắc vài hôm chườm đá là khỏi, không có nghĩ là nó nặng như vậy đâu. Vài hôm thì Linh về câu lạc bộ, Linh nói là chắc phải đi Singapore phẫu thuật. Lúc đấy thì bố mẹ ăn cơm ngồi trong mâm cơm mà cứ dọn cơm ra lại dọn vào chứ có ăn ở đâu, tại vì nghĩ đến con mà nó lo rồi còn ăn gì. Xong về lúc mà đi đá U23 châu Á đấy, U23 châu Á Việt Nam mình về nhì đấy, trời, bố mẹ ngồi xem màn hình mà chảy nước mắt ra. Ông xã nhà này ông còn vừa ngồi ông vừa khóc. Cả nước thì mừng vui vì chiến thắng Việt Nam mang vinh quang về cho Tổ quốc. Con mình thì một mình, mỗi mình đi sang Singapore. Trực tiếp của đoàn tuyển thủ cũng về giải U23 Thường Châu ấy, thì nhắn cho con bảo con vừa hạ cánh. Con vừa hạ cánh thì đội tuyển cũng là lúc hạ cánh. Trùng hợp ấy, một bên thì mọi người đoán quá trời luôn. Thế, tức là mình cảm xúc, mình cảm giác là mình thương con nặng nắng như mình, người ta đoán con như thế. Đấy, mà mình con này đi mổ. Đấy, bây giờ kể cả bây giờ Linh về là lúc nào cũng dặn Linh, nói là con có đôi chân con phải giữ. Cứ đá nhiều khi cứ mỗi lần mà con ngã trên sân hay là bảo con bị chấn thương hay là lo lắm, khoát tim luôn. Và qua cái tâm tư và cái tâm sự của anh chị thì quý khán giả và đặc biệt là Quốc Thuận mới hiểu được một cái điều mà ở trên sân cỏ các bạn có thể là hết mình vì màu cờ sắc áo, nhưng có những người ngồi ở ngoài màn hình phải nói là thót tim mà thậm chí rất là đau lòng lo sợ là ai, là ba mẹ của các cầu thủ.
Thôi bây giờ ngon quá, giờ mình ăn tiếp đi chứ. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Còn chút nữa tôi sẽ mang đến một bất ngờ đến cho cả gia đình được nha. Oster, cửa cuốn an toàn và thông minh, sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia.